gửi tiền vào cái tài nạn thì sẽ cơ sở để tạo bát những cái bữa cơm như thế này mọi người. Sư gầm của mình thấy có cả heo quay bên kia nữa kìa. Đó là chùa Sòi Sim mới, thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sáng hôm nay là ngày 14 tháng 4 âm lịch, là những ngày giữa tháng 4 như thế này. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới theo Tết cổ truyền của dân tộc Khmer trôn năm thơ mây. Và hình ảnh phía sau lưng Bùi Hồ, đây là hình ảnh biểu diễn kèn trống để chào mừng một năm mới, với hy vọng những người dân Khmer với hy vọng là một năm mới đầy hạnh phúc, và cũng như là được các sư ở đây chúc phúc. Mời cô bác quý anh chị sẽ xem một cái lễ hội gọi là lễ hội tặc bát của các Phật tử cho các sư tại chùa Sòi Sim mới tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là như thế nào nhé. Phía lưng này là các anh đang đánh chiên trống nha mọi người, một cái nhạc cụ không thể thiếu trong cái lễ hội của dân tộc Khmer vào những ngày đặc biệt như thế này. Mời cô bác quý vị nghe nha. Chuẩn bị nhận làm lễ đặt bát, thì các sư sẽ chuẩn bị nhận những cái lương thực, những cái tiền gạo được các Phật tử hôm nay sẽ cúng dường cho các sư nha mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết của dân tộc Khmer. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 Tết trôn năm thơ mây, một cái Tết khá là đặc biệt của dân tộc Khmer. Vị sư đứng như thế này nè, và tí xíu nữa đây thì các Phật tử sẽ cúng dường gần có lương thực, tiền và gạo cho các vị sư như thế này. Và sáng mùng 1 Tết như thế này thì các Phật tử sẽ mặc một cái trang phục, đó là áo trắng và quần đen. Cái này sẽ đến đây cúng dường, gồm có tiền nè mọi người. Thấy như cô này ở trên tay có chuẩn bị những cái tờ tiền để mà cúng dường cho các vị sư. Đối với các vị sư ở chùa Nam Tông Khmer thì các Phật tử cúng gì sẽ nhận nó, không phân biệt là thực phẩm chay hay là thực phẩm mặn. Một hình ảnh khá là đẹp mắt và cũng như khá là đẹp mắt tại chùa Sòi Sim, như tại chùa Sòi Sim mới như thế này mọi người. Ở phía trước mọi người thì sư phó đang đi đầu, ở sau là các vị Phật tử. Đây thì các Phật tử đang cúng dường tiền ở mọi người và các tay nải của các sư. Tiền thì không được đặt vào trong bát, tiền thì đặt ở trong cái tay nải á. Còn ví dụ như cơm gạo thì có thể đặt vào bên trong bát được. Phong thì đây là lần thứ mấy em được chứng kiến một cái lễ đặt bát mà đặc biệt quan trọng tại chùa Nam Tông Khmer như thế này không? Đây là lần đầu tiên á. Cái cảm nhận của em thì như thế nào? Nó bỡ ngỡ về cái một trong những cái nét văn hóa về Phật giáo rất là lạ ha. Em chưa bao giờ chứng kiến như thế này. Bản thân của anh thì cũng giống như em là một lần đầu tiên, thậm chí là nói là cả nổi da gà luôn rồi nè. Và một ngày mùng 1 Tết của chùa Trân Năm Thơ Bay thì các Phật tử bắt buộc phải đi đến ngôi chùa để cúng dường cho các vị sư như thế này mọi người, mà nhằm cầu mong một năm mới có phúc lành cũng như là được các sư ở đây ban phước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dẫn đầu đi, dẫn đoàn đi đầu đó chính là một vị sư cả sẽ coi như là để vào tay nải của các vị sư như thế này á, một tờ tiền coi như là lọc để cho các Phật tử đi ở đằng sau để có thể đặt tiền vào trong các tay nải của các vị sư mọi người. Đối với người dân Khmer ở các tỉnh Nam Bộ nói riêng và người dân Khmer ở Việt Nam nói chung thì Phật giáo là một phần không thể thiếu trong cái cuộc sống của họ. Sư sẽ nhận nó gồm có tiền và cơm gạo. Hình ảnh các vị sư Nam Tông đang ôm một cái bát trước một cái bầu bụng, giống như tái hiện hình ảnh một người mẹ mang thai con của mình đúng không? Cô sẽ để vào cái phần bát ở trên đồng tiền thì cô sẽ bỏ vào cái tay nải nha mọi người. Tay nào
Thường để một cái chân trần như thế này nè. Tay thì quải một cái tay nải và hai cái tay thì sẽ ôm một cái bình bát. Sau khi nhận các phần cúng dường của các Phật tử xong,
thì các sư sẽ bắt đầu vào chánh điện để tiếp theo làm lễ tiếp theo. Đây là các Phật tử. Đây là các phần phần thực phẩm mà được các Phật tử cúng dường, và các sư trưa nay sẽ dùng một bữa cơm trưa. Một ngày thì các sư chỉ ăn tinh bột một lần trước giờ ngọ nha mọi người. Ngày hôm nay là ngày 1 Tết nên thực phẩm của các người sư ở chùa Nam Tông khá là thịnh soạn và nhiều món ăn. Hôm nay là mùng 1 Tết thì các Phật tử phải chuẩn bị đồ, những cái giỏ sách lũ khủ như thế này nè, để đem vào đây để cúng dường cho các vị sư nhân một cái lễ hội đặc bá. Ở đây thì mọi người có thể thấy ở đây có những cái cà mên cơm á, và một cái ốp hương đó, để cúng dường cho các vị sư. Và trưa nay thì các vị sư sẽ dùng một bữa cơm trưa tại đây mọi người, giữ cơm trưa ở chính điện. Vô sáng xe chưa? Dạ. Ý nghĩa một năm đem cơm đi chùa cho ông Lột San, rồi cho mấy ông già mà già cố đi đó. Dạ. Luộc ấy cho tụng kinh rồi giúp cho ông bà năm mới mạnh khỏe vậy đó. Giúp cho ông bà của mình năm mới mạnh khỏe. Mạnh khỏe, chúc năm mới may mắn. Dạ. Làm ăn phát đạt vậy đó. Đối với mình thì năm mới ngày mùng 1 thì nhất định phải vô đây tham gia cái lễ hội này hả chị? Lễ hội này 3 ngày. 3 ngày. Ừ, 3 ngày. Là ngày nào cũng phải tham gia vô đặc bát giống như vậy. Đây là cái nghi thức cúng vào là ngày mùng 1 Tết ngay tại chùa Sòi Xưa Mới mọi người ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đây là cái này là các Phật tử cúng dường vô đây ha cậu ha. Cậu nói đây là cái gì cậu? Bắt thăm. Bắt thăm qua năm nay đó, sao vậy đó. Bắt thăm. Bắt thăm. Cái này sinh xăm. Sinh xăm. Cái này sinh xăm. Cái này sinh xăm ha. Còn này là xăm. Sa di mọi người gọi là tu báo hiếu. Khi vừa rồi lúc nãy mà mọi người mới xem một clip mà các Phật tử cúng cơm á, có lại cúng tiền ở ngoài lễ đặc bát, đó là một cái nghi lễ khá là quan trọng tại chùa Nam Tông Khmer. Thì trước đó thì các Phật tử đã đem phần cơm này vào trong chùa để cho các sư dùng vào buổi sáng mọi người chuẩn bị sẵn hết. Sư dùng cơm ở đây bằng đũa, có một chiếc đũa thì các sư sẽ dùng cơm với hai một chiếc nĩa và một chiếc muỗng. Các vị sư theo truyền phái Nam Tông Khmer thì khi dùng cơm á thì chỉ dùng được trước 12 giờ, có nghĩa là trước giờ ngọ. Sau 12 giờ thì các vị sư sẽ không được dùng cơm nữa, cũng như là không được dùng tinh bột nữa, chỉ được uống nước thôi. Có một số
vị sư nhỏ tu theo tu sơ di đó, thì các vị sư không quen thì sẽ cái bao tử nó rất là cồng cào, thì một hình thức đó là các sư sẽ uống sữa không ăn cơm rồi. Đối với các sư này có một cái quan điểm là ăn thì có ba điều cấm kỵ. Thứ nhất đó là không hay, không biết và không nghe. Có nghĩa là không biết con vật đó giết để cho mình, không nghe con vật đó kêu la, và không hay con vật đó bị giết khi nào của mọi người. Thì có nghĩa là con vật đó nó chết rồi đem lại cúng cho các sư thì các sư dùng. Nếu như mà con vật đó mà còn sống đem lại giết mổ riêng cho các sư á, thì các sư sẽ không dùng. Có nghĩa là các sư chỉ dùng món ăn khi các con vật đó chết rồi thôi. Tu báo hiếu, tu được mấy tháng rồi sư? 2 tháng. Tu được 2 tháng rồi. Và sư này thì vẫn còn đang cái độ tuổi đi học ở mọi người. Đây là cái phần thực phẩm của các vị sư nè, rất là nhiều chén. Đúng không mọi người? Đấy, rất là nhiều chén. Đây là những cái phần mà Phật tử cúng dường. Các vị sư gồm của mình thấy có cả heo quay bên kia nữa kìa. Đấy. Là một cái nét văn hóa rất là độc đáo ở chùa Năm Tông Khmer tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh như thế này nha. Đây là một cái lễ hội đặc phát, lễ hội theo phong tục Phật giáo Nam Tông diễn ra vào Tết cổ truyền của người Khmer, đó là Tết Chôn Thờ Năm Chờ Bay. Mọi người thấy đằng sau lưng đây nè, các sư vẫn đang nhận cúng dường từ các Phật tử đối với người dân Khmer vào sáng mùng 1 Tết, cúng dường cho các sư như thế này đó, nhằm cầu chúc cho gia đình mình một sự bình an, may mắn, và mong các sư sẽ chúc phúc lại cho năm đó là mang được thuận mùa, thuận lợi mọi người. Và sau khi mà tham gia lễ hội đặc bán tại cúng dường cho các vị sư xong, thì các Phật tử ở đây sẽ thọ kinh từ các sư sẽ chúc phúc. Đây là các Phật tử đằng sau lưng mình nè mọi người, đang được các sư tụng một cái bài kinh chúc phúc.